À, đi rồi. Không, đi đằng kia đi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hết rồi đấy.
19 đâu ra chứ trời. À 12 19 luôn. Ui giời. 20 12. Rồi. Quá rồi. À chị vui đi, quá đây cho tay em không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tránh đã. Vào đi bốn đều thôi. Ông cứ hộ đội bóng cháu để cho nó được thành công tốt đẹp. Kìa, à, cô mày kia đội mưa to kìa. Nước cho bóng cất hết. Chiều ông làm cho cháu xong được mà. Cứ làm cái gì kêu cả ông ấy. Ôi, bác này là quyền đấy bác. Thợ này. Thợ này ở quyền ông chứ ông ấy. Tôi đã
đấy rồi. Thôi, bắt đầu vặt vắt. Ý của ông là chị ơi, ông em lúc nào khỏe đẹp cũng được. Tiền này, tiền đâu cũng quan trọng, cứ chị em lúc nào cứ khỏe đẹp được. Cái đẹp. Cái đẹp.
con khỏe đẹp là phải tập thể thao. Ba bảy. Nước chơi bên đấy quá thôi. Ở bên thầy thì có cái bà cũng chuyên nghiệp. Là các bạn nhá, ông cứ chuyển đi chú đi cho này chú, ông thêm bằng chú thôi. Ai để chú cái. Đấy. Đây là tổng thể, đôi khi là mình làm nhiều thứ là nó khó quá. Bóc đi lúc chóc á. Tiền nhiều thì sẽ đẹp. Tiền nhiều thì càng nhiều thì càng đẹp. Buổi tập đến lên một cất đấy chú ạ, chết 58 rồi đấy. Cái thằng cháu Bình ấy nó học tốt lắm. Vâng. Học tốt. Rất ngoan luôn. Nào. Đó. Ôi trời. 58 theo chỉ đạo của vợ là phải lên. 68 à? Cái gì đấy phóng chỉ đạo của vợ lên cho tôi. Ông có cần phải mấy đáp? Đúng rồi. Ủa đánh bóng rồi chỉ đạo của vợ thì hết bõ. Chỉ đạo với đây đi. Nói đóng rồi. Anh em mà cháu lúc nào là nó cô cũng phải tôn cao lúc nào không ạ? Chú có biết lốc nhà nó không? Lốc nhà mà sập cái nào mà anh em cháu là mất ở đấy. Rồi, mất về. Quá rồi. Đi dài. Sợ nhất nó sập nhà ăn xem nó không mất sóng. Đáp đều đấy. Trời ơi. Cái bảo cá này qua đây. Một cá đi thôi. Không biết đâu, một cá là mấy cái em rồi. Thank you.